Alo chào anh em nha. Hôm nay mình có thêm cục máy đây, máy về nha anh em. Đây bao cho anh em về độ chế. Máy về quạt gió là bao nổ nha anh em. Về chỉ có ráp là xong. Cái đây còn hoạt động bình thường hết. Máy này xài hộp số riêng nha các bạn. Mình thích cho anh em chế như cái xe bốn bánh này nọ, leo núi được hết nha. Ở đây là 250 phân khối nha anh em. Đây cục đề có hết. Đây body là có hết nha các bạn. Đây. Mua về cứ liên hệ mình. Số điện thoại 0377540614 nha. Hồi trước là mình có bán cục máy 4 máy. Bây giờ bán 2 máy, máy V. Đây. Máy Nhật. Honda Nhật. Máy là máy của Nhật nha các bạn. Honda. Honda này. Đây là còn hoạt động bình thường hết nha các bạn. Nếu mà anh em cần clip test nổ thì mình sẽ nổ cho. Cái này là đề nha anh em. Đây. Bịt rồi. Bạn nào yêu thích thì mua cứ alo cho mình nha. Cái này chưa rửa thôi để lấy bụi. Mới dọn nhà ra ở riêng nên đây có cục đây thì không bán cho mọi người. Đang độ chế cái chiếc xe bốn bánh xe con. Thích hợp cho anh em về độ chế leo núi này nọ là ok hết nha các bạn. À, bao nổ hai máy nha. Đây máy V. Đây cho bạn coi này. Đây có chữ Japan đàng hoàng nha anh em. Đó. Cái này rửa là sạch nha. Do mình không rửa để lấy bụi thôi. Ai mua thì cứ liên hệ. Mình có Facebook, tí mình có đường link ở phần mô tả nha, Facebook của mình. Rồi ai cần cứ liên hệ mình nha. Đây cục này có hết. Đây là một bên sườn nha, có luôn. Hai bên hai cái. Về là bay. Xin chào anh em nha. Nếu thấy hay nhớ like và subscribe ủng hộ mình để theo dõi những video mới nhất nha.